Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà trở lại với kênh Tina Vlog. Hôm nay mời cả nhà theo em ra vườn coi em hái được những gì nha. Xem ngoài vườn thì có gì hái đó nha cả nhà. Sáng mở cửa ra nè, thấy mấy cái bông hoa xinh xinh ở trước cửa nhà nhìn dễ thương ghê không? Màu trắng, màu vàng, màu tím rồi màu đỏ. Rồi em có trồng thêm mấy cây đu đủ nữa. Trồng thêm mấy cây đu đủ ở trước á. Rồi sau này có trái ăn. Ở đây khô quá mà không biết có trái nổi không. Cái đường khô quá, đường đá khô quá, em cũng hay tưới nó. Mà khô quá trời. Bên đây có bồn chuối già nè, đặc sản quê em nè cả nhà. Chả có gì, chỉ có lục bình thôi à, lục bình nhiều lắm luôn á. Bên đây có bồn chuối già lùng nè. Cái cây nó thấp thấp tầm chừng mét à, mà bả cũng được năm nải ấy chứ bộ à. Nhìn thấy thương ha. Cả nhà thấy cây nhào không? Cây nhào này chắc quen thuộc ha, em hay quay video nè, em nghe nói cái trái ăn cũng được nữa cả nhà. Cái trái thì ăn nó chua chua chát chát, đi ngang là nghe nó chua ê răng rồi đó. Mấy cái chỗ này thì quen thuộc cả nhà ha. Bồn chuối nè, cái chỗ này bữa đó cái cây chuối nó ngã nè, rồi em cũng nhổ được bụi củ mì với gốc chuối nè. Bữa đó nấu cà ri với lại làm chè chuối chưng á, bên đây còn mấy bụi nữa nè. Và bữa là tới công chuyện luôn ha. Ra nhổ củ mì vô làm bánh tằm ăn. Cái cây dừa này không biết chừng nào cũng có trái luôn á. Thấy cũng lâu lâu rồi á, mà thấy chưa có trái. Cả nhà theo em đi lại đây nha. Đi dài dài xích lại đây nè. Đây là cũng cây dừa nè. Cây dừa này cái tàu nó đỏ đỏ. Chắc dừa dâu quá cả nhà. Cái trái chắc 11 cái trái nó đỏ. Có loại cái cây thì cái cây nó xanh, có loại cái cây nó đỏ đỏ. Cái chỗ này bữa hổm em hay hái rau muống nấu canh chua nè cả nhà. À, để về bữa mưa dày đám là nó non trở lại à. Em hái mấy cái lá già em bỏ hết rồi, em cắt sát gốc á. Có đám môn kế bên á. Bây giờ mình hái một cây chuối con nha. Cả nhà thấy em chừa cái củ hủ không? Vài bữa là nó lên cái cây mới à. Mấy cái tàu lá chuối xanh mướt luôn á. Cái này mà gói bánh tét ha. Gói bánh ít là đã luôn á. Tàu này tàu nấy đẹp thấy sợ không? Còn nguyên không có rách tàu nào ở trên, không có rách. Lá chuối mà mình gói bánh tét, bánh ít đồ cả nhà thơm lắm. Bên đây là cái cây mắc mèo nè. Trời ơi cái trái nó ngứa dữ lắm luôn á. Vậy chứ cái bông của bả đẹp ha, cái bông xinh xinh màu tím tím nè. Nãy con gái em hái được mớ đọt trại nè. Đọt trại mé bên đây nè cả nhà. Nói chung là nó mọc hoang vu. Này mình nhúng lẩu nấu canh chua rồi cũng ngon nữa. Rồi cái hai mẹ con em tính bỏ lên cái tàu chuối để khiêng. Nhưng mà cái cây chuối nó nặng quá. Khiêng không nổi chắc nữa, ôm hồi ôm vô quá. Cả nhà thấy cái trái bình bát này thấy cưng ghê không? Ừ, chín cây luôn á. Bây giờ hái vô chút xíu trưa trưa hay là mai đi, để mai vô cho chín mùi mùi chút xíu nữa mình dầm đá đường ăn hen. Bên đây một trái nữa nè cả nhà. Nhìn đã ghê không? Còn cái trái này quên hái là nó rụng rồi. Còn cái cuống không à. Bữa nay hái được 3 trái. Cái trái này nó rụng nè. Chứ thôi là được 4 trái hen. Nó rụng rồi thôi bỏ đi. Sợ con này con kia nó ăn. Cả nhà thấy cái bông thanh long không? Nó ngộ lắm cả nhà. Nó nở ban đêm không à. Nó nở ban đêm là gần sáng là nó tàn vậy đó. Thành quả buổi sáng này cả nhà 3 trái bình bát rồi một nắm đọt choại rồi một cây chuối. Một cây chuối đó như ở đây thành quả buổi sáng á. Hôm nay là có đồ ăn rồi hen. Hôm nay là sống nói chung là sống qua ngày được rồi đó. Em vô tới nhà rồi em kho thịt ba rọi với lại sả ớt. Chút xíu nữa mình bỏ mắm ruốc vô nha. Cây chuối con thì em đã xắt kiển rồi đó. Em xắt mỏng mỏng chứ. Sắc mỏng mỏng rồi nêm xíu muối vô cho nó không có đen nha. Rồi chạy ra ngoài vườn hái mấy đọt lá quế trộn vô mình làm rau ghém ăn. Rồi bữa cơm nhanh gọn lẹ đơn giản nè cả nhà. Thịt ba rọi kho mắm ruốc chấm với rau ghém là chuối cay. Ăn vậy chứ ngon á cả nhà. Bữa nay ăn chắc 2 chén cơm quá.